Video shop tại địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Và ở cái video clip ngày hôm nay mình sẽ tiến hành hát thử cái dàn karaoke gia đình tiêu chuẩn 2. Đây là cái dàn karaoke đang được kinh doanh tại Video Shop. Thì cái việc phối ghép dàn karaoke gia đình tiêu chuẩn 2 này của Video Shop thì mong muốn cho quý khách hàng có được một cái dàn karaoke giống như những cái dàn karaoke ở các quán karaoke tầm trung tại Sài Gòn. Thì cái dàn karaoke này bao gồm những cái thành phần thiết bị như sau. Đầu tiên chúng ta có một cái đầu karaoke Ariran 36M, nó được đặt ở đây đó. Rồi tiếp theo chúng ta có một cái âm ly Boston BA 1001 hay là mã ở đây đó. Và để đánh cho cái dàn karaoke tiêu chuẩn 2 này thì VidaShop sử dụng cái cặp loa Boston 2.5, nó được treo ở đây. Thì mình sẽ zoom lại từng chiếc loa cho bạn xem ở đây. Rồi và cuối cùng cái micro cho dàn karaoke tiêu chuẩn 2 này thì mình sử dụng cái micro Ariran MI 3.6 ở đây đó. Đây ở đây mình có chiếc Ariran, cái micro Ariran có dây MI 3.6. Rồi thì bây giờ nhân viên của VidaShop sẽ hỗ trợ để hát cái dàn karaoke tiêu chuẩn 2, dàn karaoke gia đình tiêu chuẩn 2, để xem cái chất lượng âm thanh của dàn karaoke gia đình tiêu chuẩn 2 này sẽ như thế nào. Rồi mời anh nhân viên. Alo alo 2 3 4. Rồi bài hát có tên là Anh Còn Nợ Em. Alo alo 1 2 1 2. Mình sẽ zoom lại toàn cái thiết bị cho bạn xem. Đầu karaoke đang 36M, âm ly Boston VA 1002 ở đây, cặp lo Boston 2.5 ở đây. Rồi, và chiếc micro Ariran 3.6 đi ra đây. Chưa về